Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố, ngành nông nghiệp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương giả soát tổ chức tiêm phòng đợt 2 trên đàn vật nuôi đảm bảo tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn chủ động giám sát dịch bệnh gia súc gia cầm nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện khu vực có nguy cơ cao xử lý nghiêm các trường hợp giấu không báo cáo dịch bệnh bán chạy vận chuyển giết mổ động vật mắc bệnh nghi mắc bệnh vứt sát động vật ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng tăng cường công tác quản lý kiểm dịch kiểm soát vận chuyển kiểm soát giết mổ động vật sản phẩm động vật khẩn trương triển khai tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các loại dịch bệnh nguy hiểm nguy cơ cao chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh